Sáng nay, mùng 3 tháng 8, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đây là địa phương thứ hai trong 16 xã, thị trấn của huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Dự và tặng hoa chúc mừng có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Vũ Hồng Hiên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Vũ Tiến Phụng trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hồng tiếp tục xây dựng phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu với những giải pháp đồng bộ và cách làm hay sáng tạo trong việc huy động và sử dụng nguồn lực có hiệu quả. Từ năm 2021 đến nay, xã Tân Hồng đã huy động gần 100 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nguồn ngân sách xã 75 tỷ, nguồn hỗ trợ của cấp trên là 21 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn huy động được, xã đầu tư làm trên 4 km đường nhựa, xây mới 18 phòng học và nhà đa năng các trường học, trạm y tế. Ngoài ra, các thiết chế văn hóa thể thao, khu lịch sử văn hóa được trùng tu xây dựng mới khang trang. Cả ba nhà trường của xã đều phát huy và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2, chất lượng giáo dục đứng tốt đầu trong toàn huyện.